thời riêng Fortuner là tăng dập. Fortuner là nó dập xuống chứ không phải nó ngang qua như dòng như Isuzu. Anh hiểu em không? Còn cái đây là cái bật đèn đỡ nè, bật đèn tăng nè, tăng tự động. Đó, cái bật đèn tăng tự động đó, dây nó trùng vào bật đèn tự động nó kéo xuống. Thấy không? Đó, tăng tự động. Mỗi hãng nó thiết kế khác nhau. Với lại cái xe mà nó làm máy hay chưa, anh nhìn từ những con tán này nè. Anh nhìn đây nè, là anh biết rồi. Cái xe này rin hết 100% luôn. Máy này ok luôn, bao rin, nó xài toàn bộ hệ thống tăng dây cô loa nè, dây cô loa chứ không phải là tăng bằng xích này, tăng dây cô loa mở trong đây cạc te ra nè, nó có một cái dây cô loa kéo máy vào đây. Cái này chạy thời gian là mình phải kiểm tra lại cái này không, nó mòn là mình thay thôi, chứ mà để nó đứt dây cô loa nó sẽ đồn xuống bắp. Máy dầu nó không có xuống bắp nha, có bút xoay nha, chứ nó y chang máy xăng chứ không phải là nói máy dầu không có xuống bắp đâu nha. Xuống bắp cốt kem rồi có đầy đủ hết á. Khách đang coi mẫu Fortuner 2012 bên Trường Anh. Trường Anh tả xe cho khách lên, khách tham quan. Chắc là họ hỏi rồi cho họ trả mua nữa. Nhưng mà mình lên mình cứ tư vấn cho khách rõ ràng từ máy móc gầm bề, bao rin luôn. Xe này là không có điểm chê luôn bà con. 2012 có 400 mấy, quá rẻ. 400 mấy sở hữu ngay mẫu 2012. Anh chị thấy đẹp không? Sơn rim 80% nha. Nước sơn à, nhìn thùng bình bóng loáng, không một tí chảy luôn. Đây là chất sơn rim bà con, thùng bình nè. Anh chị coi nè. Nó quay khí cạnh 45 độ cho bà con coi nè. Anh chị thấy chưa? Bóng như gương luôn. Đó, từ cửa nè, cửa của em nó là khí cạnh 45 độ nè. Bóng như gương luôn nha bà con. Đẹp không? Bà con đi mẫu này biết bao giờ phía hư. Cục máy chưa hề làm luôn. Cục máy rin nè. Cả cái ống turbo còn theo xe nè. Đây là cái ống turbo này nó còn nè. Ống turbo là nguyên bản nè. Chưa cái rớt đầu turbo luôn. Đó, mà sắp tò rin hết nè. Đây đẹp lắm, máy số bao rin nha. Nói chung máy số em này là rin tuyệt đối 100%. Máy dầu 2.5 thì nó nằm cho cô chú anh chị rơi đâu đó lanh quanh 7 lít đó. Em Fortuner này 7 lít dầu á bà con. Ở đây thì sung sướng cái cuộc đời rồi. Và là khỏi suy nghĩ. 70 Tây Ninh 17316. Xe này ngay chủ đứng ủy quyền lần đầu tiên nha. Thanh nan thì chữ Toyota mạc chrome sáng bóng. Còn coi bóng loáng không, đẹp không? 22 là form mới, đèn mắt liếc nguyên bản của dòng Fortuner máy dầu. Máy này khỏi chê, máy không có điểm nào mà để cho bà con chê đâu. Máy rin hết toàn bộ 100% nha bà con, từ phần bát máy 7 màu dưới nó còn chị, nó đẹp như thế này. Đây phấn son 7 màu của em nó đó, theo xe hết. Quay sát lại cho bà con dễ nhìn. Mặt vô chưa mở nè. Được không? Đấy nè. Tay nè. Mặt tay chưa mở luôn. Đẹp không? Tắt máy đi em. Đóng nó cabo rồi tắt máy đi. Có 400 mấy giờ rẻ quá trời. Bên đây Trần Anh vừa về mẫu là Safety 2009. Em đây là máy xăng nha. 1.6. Mới về thôi. 2.09 nha cô chú anh chị. Này giờ để cho bà con 130, đăng kiểm tháng 7 năm 23, 130, 209, kèm biến chủ nhà lên trước sau đầy đủ rồi. Năm quả bông đúc đi theo xe, nước sơn bên ngoài thì hầu như là mấy mẫu đi chạy qua thời gian, người ta 5 tháng người ta tắm qua một nước sơn, xong rồi người ta phủ thêm một cái lớp là keo, cái lớp keo để cho giữ được cái màn sơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chống trầy, chống bám bụi, là cái lớp keo bóng, chứ anh gọi là keo bóng ceramic phủ bóng nha, cô chú anh chị. Được cái xe này ok, máy móc thì êm ái cho bà con quét lắm. Nội thất nè, chủ nhà lên màn hình cam de, ghế bọc mới tinh, sạch sẽ lắm. Đây bà con, mẫu sedan hay đầu. Đang bà con thích cái mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Giá hợp lý không? Bán một cái mức giá phải gọi là cực kỳ hợp lý cho cô chú anh chị luôn. Được chưa? Hôm nay em về xe tầm trăm mấy, quá trời xe, nhiều xe vô cùng. Life City nè,
và Avel 2012 nữa. Trường Anh bán xuống cho bà con chỉ còn có 145 triệu với mẫu này thôi. Avel nha, 79 Khánh Hòa 03394. Đây là phong giấy Avel. Xa xa ở cuối chân trời nha các anh, áo xanh đó ghé chơi. Ghé chơi à, các anh áo xanh ghé chơi. Ok chưa cô chú anh chị? Đó là phong giấy Avel 2012. Bà con thấy giá hợp lý không? Giá này quá hợp lý cho bà con luôn. 150. Riết nói giá là quên luôn. Đây bà con. Ok nè, hàng đẹp nè. Đó, chủ nhà lên mâm hết toàn bộ rồi. Đó, mẫu ít tiền bà con che nắng che mưa thôi. Đừng cho bà con. Để kịch, kể kịch khung cho bà con tầm 140 đến 145. Phong giấy game tre bên đây nè. Game tre nè. Đây là game tre, bên kia là Avel nha. Đây game tre. Game tre đích 2016-65. Ngay chủ đứng cái quyền. Nội thất sơn si đẹp chuẩn chỉ à. Chủ nhà lên mâm đầy đủ cái tính năng rồi bà con nè. Giá này cực kỳ là hợp lý. Trường Anh đã đăng clip mẫu này rất là chi tiết rồi nha cô chú anh chị. Mẫu này 140, bà con mua có bớt luôn. 2/10. Sơn đẹp lắm, nội thất đẹp, nguyên bản là ghế nỉ. Những sóc gân nè. Đây. Nè cô chú anh chị coi những sóc gân nè. Keo nè, keo thì khỏi phải suy nghĩ đi. Nó sẽ đẹp hay không cô chú anh chị nhìn từ cảm nhận. Chất sơn rim còn nha, máy êm lắm. Máy êm này là bao êm. Hai cụm đèn phía trước là mới tinh. Genza 2010. Cái này Trường Anh làm nhiều quá, Trường Anh bị đơ rồi bà con. Không nhớ được cái gì, đầu óc gì nó lộn xộn. Vừa xe cộ, vừa khách khứa, vừa khách chuyển tiền, chuyển cọc, rồi chuyển tiền mua xe các kiểu. Đơ người luôn. Đăng kiểm tháng 8 năm 2023 nè. Nha bà con. Nội thất chủ nhà lên màn hình Android full hết rồi. Full hết tất tần tật rồi. Bà con lấy về bà con chạy thôi. Ok chưa? Hàng đẹp. Đó. Đó là phong dáng em Genza. Cô chú anh chị thấy chuẩn chỉ không? Bên đây còn mẫu Avel. Avel này thì bán cho khách rồi. Bán cho khách rồi nha. Ngoài kia còn mẫu Sia. Sia 2019. Em này 29 nhập Thái, xe công vụ. Ngày hôm qua bán mẫu xe Hyundai 10 rồi hết xe rồi, giờ lấy xe đi công vụ. 29 xuất động bản AT. Nhập Thái Lan. Hàng nhập đi lúc nào nó cũng sung sướng. Đi nó đầm. Mà đồ nhập khẩu nguyên con thì bà con biết rồi. Nó bền 5 tháng qua thời gian, nước sơn này bóng loáng. Mâm là mâm đủ nguyên bản của dòng Sia. Đó, nội thất em Sia cọp không bà con? Quá đẹp. Bà con đi mẫu này bền lắm. Đi bao nhiêu năm nó mới hư được. Chục năm chả hư. Được cái máy nó lì, máy trâu. Mấy mẫu Suzuki bà con biết rồi. Đi máy trâu lắm. 29 nha. 49A28013 xe một chủ á bà con. Hàng đẹp lắm. Đây là phong dáng của em Sia. Đó cô chú anh chị quan tâm mẫu này thì alo cho em 450 bớt hết cỡ 10 triệu. Hết giá. 29 nha. Isuzu thì khách cọc rồi. Anh trai làm ở bên công an thành phố, anh trai cọc mẫu này nè. Thì chờ anh trai lên coi xe thôi, coi xe lấy thôi. Đó Isuzu 2/7 Highlander máy dầu 2.5 turbo. Em sorry, 2.5 không có turbo. Cuối 2/7, đầu 2/8 mới có turbo. Em này giữa và đầu thì sẽ không có turbo. Nhưng mà được cái form em này thì nó rộng rãi lắm, máy dầu tiết kiệm 2.5 6 lít à. Bốn cái vỏ chủ nhà thay mới 100% luôn. Bà con mua về và con bị chạy thôi. Nội thất ở trong là full hết rồi. Đâu có thiếu đâu. Đây bà con.
Nội thất này đẹp không? Chủ nhà lên full kính rồi chơi rồi. Lên trần này, lên ghế là bọc 5D hết toàn bộ sạch sẽ. Sơn là hết cả con rồi, đẹp nha. Sơn rin nó ghê lắm, sơn rin qua thời gian 5 tháng nó ố và con nhìn không lỗi đâu, bắt buộc. Mẫu này về chủ nhà người ta cũng sơn lại. Sơn lại nó mới đẹp được. Đó, bánh treo Fortuner bánh treo em sorry, cái đầu em bị sao á, Isuzu bánh treo. Hầu như là toàn là nói nhầm không bà con ạ, cứ nói nhầm không. Ê, Ford Fiesta mà chờ các anh chị lâu quá mà chưa thấy. Alo, đây là Ford Fiesta. Giá có 160 triệu, rẻ bằng em Gencha, thương hiệu Mỹ. Mẫu sedan thay đầu, form mới, máy 1.4. Chủ nhà lên đồ chơi body kit trước sau đầy đủ các tính năng này. Nha bà con, mâm đúc nguyên bản, màn hình Android, nhạc nhóm, full hết. Full đồ chơi chắc cũng mười mấy 20 triệu trên xe. Trang bị hệ thống loa ngoài trời toàn bộ. Sơn đẹp lắm. Ngay chỗ uy quyền nha. Dàn âm thanh ngoài trời bu me tích hợp đưa vào xe luôn rồi. Xịn sò. Rồi cọp chưa? Đó, bà con nào đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Máy này chạy bền nha. Máy móc qua thời gian 5 tháng chủ nhà đưa vô hãng, người ta canh chỉnh máy móc rồi. Nói chung là người ta làm máy rồi, nhưng mà cái số là chưa có làm thôi. Nha cô chú anh chị, người ta đưa vô hãng người ta làm thì bà con về bà con khỏi làm. Chứ bà con mà mua xe cũ bà con cứ đòi rin rin là có ngày bà con kêu cứu hộ bà con đuổi, bà con kéo luôn đó. Trần Anh nhắc cho bà con biết, đừng bao giờ đòi cái rin. Tại vì sao? 21 cả 12 năm rồi. 12 năm thì làm sao mà cái máy nó rin được, đúng không? Chạy riết thì máy nó già đi thì nó cũng phải hư cái này hư cái kia. Thì hư thì người ta đưa vô hãng người ta làm ngon lành hết rồi, giờ chỉ có chạy thôi. Đó, vậy thôi. Còn hết xe Trần Anh đã review chi tiết cho cô chú anh chị rồi đó. Xe cỏ chăm hơn đầy nữa. Đó, mua mẫu nào alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Chúc bà con có một sáng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Trần Anh, see you and goodbye.